Kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang dành thời gian theo dõi bản tin Người Việt bốn phương của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin sẽ gửi tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Nhiều hoạt động chào mừng Tết Nguyên đán Quý Mão của bà con kiều bào tại các nước Mỹ, Hàn Quốc, Trung Quốc. Chuyến bay đầu tiên đưa người Việt từ Đài Loan, Trung Quốc về Cần Thơ sau 2 năm chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Việt Nam hỗ trợ Lào thực hiện 2 ca ghép thận, đưa Lào trở thành một trong những nước ASEAN thực hiện được kỹ thuật ghép tạng ở người. Mở đầu bản tin là thông tin về việc chuẩn bị đón Tết cổ truyền của bà con khắp nơi trên thế giới. Mỗi dịp Tết đến xuân về, làm thế nào để những người con đang sống và làm việc ở xa đất nước được đắm mình trong không khí Tết cổ truyền của dân tộc là mục tiêu chung của các lễ hội Tết cộng đồng được tổ chức. Tết giờ không chỉ có bánh chưng, dưa hành mà còn là dịp để cùng nhớ về cội nguồn, gìn giữ tiếng Việt, tăng cường tình đoàn kết, hỗ trợ giữa những người con xa xứ. Các cháu thiếu nhi đã phải tập nhiều ngày để có được tiết mục múa theo bài hát đón Tết hôm nay. Nhiều khán giả là kiều bào, lâu lắm mới được xem biểu diễn làn điệu dân ca quan họ. Ban tổ chức muốn tạo dựng một không khí Tết thật đầm ấm với các món ăn đặc trưng của ngày Tết, với hoa đào, hoa mai cho 600 người tham dự từ nhiều bang của Mỹ cùng những bạn bè và những người gắn bó với Việt Nam. Ngày hôm nay cảm giác như là mình đang đứng ở Việt Nam chứ mình không phải là đứng ở bên Mỹ. Thế thì một cái cảm giác thì rất là vui mà đông tất cả các con cháu mà lại có diện tích để cho các cháu chạy, các cháu chụp ảnh, các cháu chơi đùa. Thì mình thấy là hôm nay là rất là một cái tổ chức rất là tuyệt vời. Người ta có thể đi ra khỏi quê hương nhưng mà không thể tách quê hương ra khỏi con người của mình. Cho nên là ở Mỹ thì những cái hoạt động như thế này không có nhiều, cho nên nó rất là ý nghĩa, nó làm cho mình cũng xúc động và hiểu thêm về văn hóa. Và cái điều đặc biệt nhất mà rất là cần nữa để duy trì đó là cho thế hệ trẻ. Các cháu được tham dự những cái hoạt động như thế này thì các cháu sẽ hiểu thêm về truyền thống Việt Nam, rồi các cháu cũng sẽ tôn trọng cái gốc của mình. Vì ở đâu đi chăng nữa thì con vẫn cần phải nhớ về cái gốc. Sau 3 năm gián đoạn vì Covid-19, Tết cộng đồng mới lại được tổ chức. Và ai cũng mong muốn trong năm mới sẽ còn nhiều dịp để tổ chức những sự kiện tương tự nhằm gắn kết cộng đồng. Là nhằm để tạo điều kiện cho người Việt Nam chúng ta gặp gỡ, hướng về Tổ quốc, cùng đón Tết cổ truyền, thưởng thức những cái phương vị Tết cổ truyền của dân tộc. Đồng thời cũng là dịp để Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam tri ân những bà con trong cộng đồng, cũng như là tri ân những người bạn bè Mỹ thân thiết đã sát cánh cùng với Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam trong cả năm qua và trong nhiều năm qua để thúc đẩy cái quan hệ Việt Nam và Mỹ, cũng như là thúc đẩy cái sự phát triển mạnh mẽ của cộng đồng người Việt Nam tại Mỹ. Sự kiện hôm nay không chỉ là sự gặp gỡ mà còn là sự kết nối giữa các cá nhân, giữa các gia đình với quê hương đất nước khi một mùa xuân mới lại đang về. Thái Thành, phóng viên truyền hình Việt Nam tại Mỹ. Một hoạt động khác chào mừng Tết Nguyên đán Quý Mão cũng mới được tổ chức cuối tuần qua tại Seoul, Hàn Quốc. Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc tổ chức chương trình Xuân quê hương mừng Tết Nguyên đán Quý Mão. Phát biểu chúc Tết bà con cộng đồng, Đại sứ Nguyễn Vũ Tùng nhấn mạnh ý nghĩa của ngày Tết, thông tin về một số thành tựu Việt Nam đạt được trong phát triển kinh tế xã hội năm 2022, chia sẻ những khó khăn mà cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc phải đối mặt trong hơn 2 năm qua vì dịch bệnh và kinh tế suy giảm toàn cầu. Đại sứ Nguyễn Vũ Tùng cảm ơn và đánh giá cao sự đóng góp của bà con cùng chung tay xây dựng cộng đồng ngày càng lớn mạnh, đoàn kết. Năm 2023 là năm đầu tiên Việt Nam và Hàn Quốc triển khai việc nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện. Đại sứ mong muốn bà con cộng đồng tiếp tục đồng hành cùng Đại sứ quán, đóng góp tích cực và hiệu quả vào mục tiêu chung của hai đất nước, hai quê hương. Hòa trong bầu không khí hân hoan đón chào năm mới, cộng đồng người Việt và toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã cùng tham gia biểu diễn văn nghệ và thưởng thức các món ăn truyền thống ngày Tết Việt Nam.
Còn tại Trung Quốc, ngày 9 tháng 1, Đại sứ quán Việt Nam đã tổ chức buổi gặp mặt thân mật đại diện cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Trung Quốc trước thềm Xuân Quý Mão 2023. Trong không khí ấm áp, đoàn viên của buổi gặp mặt tại trụ sở Đại sứ quán, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Sao Mai đã thông báo những thành tựu phát triển kinh tế, xã hội và đối ngoại của đất nước, những tiến triển mới trong quan hệ hai nước trong năm 2022, đặc biệt là các thành quả trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa qua. Đại sứ khẳng định, Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời của đại gia đình dân tộc Việt Nam. Nhân dịp này, Đại sứ Phạm Sao Mai bày tỏ mong muốn cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái, giúp đỡ nhau ngày càng phát triển, giữ gìn bản sắc dân tộc, luôn hướng về quê hương, cùng đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và làm cầu nối tăng cường quan hệ hữu nghị giữa hai nước. Tết Nguyên đán sẽ càng trở nên ý nghĩa hơn nếu bà con được trở về quê hương đón Tết. Sau 2 năm chịu ảnh hưởng của dịch bệnh, Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ đã khai thác trở lại các chặng bay quốc tế. Chuyến bay của Vietjet Air đưa khách từ Đài Loan, Trung Quốc về Cần Thơ là tín hiệu vui cho ngành du lịch miền Tây. Thưa quý khán giả, sau lưng tôi đây là những vị khách đầu tiên được nhập cảnh tại cảng hàng không quốc tế Cần Thơ, chặng bay Đài Loan, Trung Quốc. Những hành khách này thì vừa thực hiện xong thủ tục kiểm tra thân nhiệt tại chỗ và bây giờ thì họ đang làm thủ tục nhập cảnh để có thể vào Việt Nam. Ở trong số này thì có rất là nhiều kiều bào của chúng ta trở về quê hương và điều này ý nghĩa với họ hơn bao giờ hết khi họ trở về đúng dịp cận Tết Nguyên đán Quý Mão. Bà Mỹ có người con gái Úc đã 3 năm chưa trở về Việt Nam vì tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp tại Đài Loan, Trung Quốc. Hôm nay, bà cùng gia đình từ quê lên sân bay Cần Thơ đón chờ người thân trở về quê hương. Con cô nó đi giờ xa cách nó cũng 3 năm mấy, gần 4 năm rồi. Rồi nói cũng động viên nhau, nó động viên mình cũng động viên con. Con cố gắng ở bển giữ gìn sức khỏe. Còn với những người khá lâu mới được trở về quê hương thì tâm trạng càng háo hức và nóng lòng. Phấn khởi hơn nữa khi bà con được đón Tết Việt cùng người thân và gia đình. Em rất là vui và rất là xúc động. Sau 3 năm Covid không thể về quê, hôm nay về được là rất là mừng, được ăn Tết đoàn viên với gia đình em. Vietjet Air là hãng đầu tiên khai thác các chặng bay quốc tế trở lại tại cảng hàng không quốc tế Cần Thơ với đường bay Incheon, Hàn Quốc và Đài Loan, Trung Quốc. Việc mở lại các chặng bay quốc tế là điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của người dân. Tuy nhiên, thách thức cũng rất lớn khi vào cao điểm dịp Tết Nguyên đán và dịch bệnh COVID-19 vẫn còn ghi nhận tại nhiều quốc gia. Với những tín hiệu tích cực từ việc gia tăng các chuyến bay nội địa và khai thác trở lại các chặng bay quốc tế, thì thành phố Cần Thơ từng bước sẽ khôi phục lại hoạt động vận tải hàng không, đặc biệt là trong thời gian cao điểm Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 và trong thời gian sắp tới. Cũng là thông tin về những chuyến bay trở về trong những ngày cuối năm. Khoảng 100 công nhân đã được về quê đón Tết bằng máy bay. Chuyến bay khởi hành từ sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh đến sân bay Nội Bài, Hà Nội. Họ là những lao động có hoàn cảnh khó khăn, chuyến bay dành cho họ hoàn toàn miễn phí. Rất nhiều người trong số họ đã nhiều năm không thể về quê. Hành trình đoàn viên năm nay với họ thật đặc biệt. Lần đầu tiên, những người lao động này được về quê bằng máy bay. Hành trình từ thành phố Hồ Chí Minh về quê, những năm trước phải mất từ 2 đến 3 ngày đi đường, thì năm nay chỉ còn vài tiếng đồng hồ. Gần 100 lao động từ các tỉnh thành phía Bắc vào Nam làm ăn sinh sống đều háo hức sau nhiều năm không thể về quê do hoàn cảnh khó khăn. 9 năm rồi em chưa được về quê ăn Tết, cũng không biết được lâu rồi em không được về, thế nên em cũng không tưởng tượng ra quê mình có thay đổi gì không ạ. Cũng lo lắng, cũng mất ngủ, tại cũng háo hức đến giờ về ạ. Lần đầu tiên mình đi máy bay, thì có mẹ đang chờ nhà nên là mình rất là vui, 4 năm mình chưa về. Chuyến bay ước mơ, hành trình đoàn viên là chương trình giúp cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn được đón một cái Tết sum vầy bên gia đình. Hàng trăm suất bay khứ hồi đã được dành tặng cho những lao động đủ điều kiện khi đăng ký trực tuyến hoặc thông qua danh sách do Liên đoàn Lao động các tỉnh cung cấp. Từ thực tế triển khai trong thời gian qua thì chúng tôi đã tiếp nhận được hàng trăm đơn đăng ký của người lao động, trong đó có rất nhiều hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có người thân bị mắc bệnh hiểm nghèo này. Có những người lao động đã 7 năm rồi chưa một lần về quê hoặc thậm chí là chưa từng đi máy bay bao giờ. Chúng tôi quyết định thực hiện dự án hành trình đoàn viên để giúp họ được trở về nhà sau nhiều năm xa cách.
Sau khoảng 2 giờ đồng hồ thì chuyến bay mơ ước đã hạ cánh tại sân bay Nội Bài. Người lao động sẽ được trung chuyển miễn phí về các bến xe, ga tàu, đồng thời được hỗ trợ một phần chi phí đi lại để về quê nhà dịp Tết đến xuân về. Chuyển sang các thông tin khác, Lào đã thực hiện thành công 2 ca ghép thận đầu tiên từ nghề hiến sống. Hiện sức khỏe của 2 bệnh nhân phục hồi tốt. Đây là thông tin tại buổi gặp mặt báo chí ngày 9 tháng 1 của Bệnh viện Trung ương Quân đội Nhân dân Lào 103. 2 ca ghép được thực hiện với sự hỗ trợ của Bệnh viện Quân y 103, Học viện Quân y, Bộ Quốc phòng Việt Nam và đưa Lào trở thành một trong những nước ASEAN thực hiện được kỹ thuật ghép tạng ở người. Hai bệnh nhân được ghép thận từ ngày 31 tháng 12 năm 2022 với sự tham gia của gần 100 cán bộ, nhân viên y tế của Bệnh viện 103 Lào với sự hỗ trợ của 8 chuyên gia của Bệnh viện 103 Việt Nam. Người hiến tạng đều là người thân của cả hai bệnh nhân. Sau 10 ngày, sức khỏe của cả hai bệnh nhân phục hồi tốt, có thể sinh hoạt bình thường, kết quả xét nghiệm sinh hóa và nước tiểu được cải thiện rõ rệt. Sau ca phẫu thuật, tôi cảm thấy mình như được sinh ra một lần nữa. Sức khỏe của tôi tốt lên, đặc biệt là có thể thở dễ dàng hơn. Từ kết quả thành công của hai trường hợp này, chúng tôi sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm trong công tác tổ chức, công tác điều hành và công tác chuẩn bị, cũng như là các kỹ thuật để sau này, những năm tới, chúng tôi sẽ tăng cường những ca ghép. Dự án hợp tác ghép thận được Bệnh viện 103 của Lào và Bệnh viện 103 của Việt Nam triển khai từ năm 2018. Sau nhiều năm chuẩn bị cả từ hai phía, đến cuối năm ngoái, Bệnh viện 103 của Lào đã lựa chọn 3 cặp hiến và nhận thận để sàng lọc với sự hỗ trợ của các chuyên gia Bệnh viện 103 Việt Nam. Kết quả là 2 cặp cho nhận đã được lựa chọn để tiến hành ghép thận lần đầu tiên tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Cái kết quả này đó đã khẳng định cái hợp tác về chuyên môn giữa hai bệnh viện, giữa hai học viện quân y, giữa hai ngành quân y đã đi vào thực chất và chiều sâu. Thời gian tới thì chúng tôi sẽ từng bước giúp cho bạn tự chủ được kỹ thuật này tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 103 Lào. Thành công của 2 ca ghép thận đầu tiên với sự hỗ trợ giúp đỡ của Bệnh viện 103 Việt Nam không chỉ là dấu mốc lịch sử mới của ngành y tế Lào, mà còn là một bước tiến để Bệnh viện 103 Lào nâng tầm công tác chăm sóc sức khỏe toàn dân lên ngang tầm với các nước trong khu vực và quốc tế. Bởi theo ước tính, tại Lào số bệnh nhân bị suy thận giai đoạn cuối đang có xu hướng ngày càng gia tăng và hiện có trên 1.000 bệnh nhân suy thận đang phải lọc thận chu kỳ. Ngọc Phương, phóng viên Truyền hình Việt Nam, từ thủ đô Viên Chăn, Lào. Lễ hội Mai vàng An Nhơn lần thứ nhất đã khai mạc vào tối 9 tháng 1 tại thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Lễ hội có chủ đề Khát vọng tỏa sáng diễn ra từ ngày 9 đến 11 tháng 1, tức ngày 18 đến 20 tháng Chạp năm Nhâm Dần. Trong thời gian diễn ra lễ hội, nhiều hoạt động sẽ được tổ chức như trưng bày 190 cây mai vàng, tượng trưng 190 năm danh xưng An Nhơn, tổ chức hội thi tay nghề kỹ thuật, tạo dáng mai truyền thống, triển lãm tranh mỹ thuật Bình Định và bộ ảnh nghệ thuật An Nhơn xưa và nay, trưng bày, giới thiệu sản phẩm làng nghề truyền thống, đặc sản địa phương và sản phẩm ô cốp của An Nhơn. Ngoài ra còn có các hoạt động văn hóa khác như hội đánh bài chòi dân gian, biểu diễn võ thuật, cờ người, các trò chơi dân gian, đấu giá mai cảnh, gây quỹ vì người nghèo. Đây vừa là hoạt động vui Tết, đón xuân, vừa tạo sân chơi bổ ích cho nghệ nhân trồng mai ở An Nhơn để họ có cơ hội giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm với các nghệ nhân trồng mai trong và ngoài tỉnh để cùng phát triển nghề. Thông tin về lễ hội Mai vàng An Nhơn cũng đã khép lại bản tin Người Việt bốn phương ngày hôm nay. Để xem trực tuyến các chương trình của VTV4, quý vị và các bạn có thể truy cập vào địa chỉ website đang hiển thị trên màn hình hoặc là tải ứng dụng VTV Go trên App Store hoặc Google Play. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo.